Okay. And we see you. Osmo Pocket của mình. Okay. Đây mình không có mang theo. Mà hôm nay mình sẽ gắn mình test thử quay cái trường 4K thì này gắn cái đây này cũng như thế nào. Đứng lên và test thôi. Lên Freewell lên Osmo Pocket và test cảnh mình thể di chuyển khi mà có dùng lens Freewell và khi không dùng. Ok, như bạn thấy đấy, mình đang dùng lens Freewell, góc nó sẽ rộng hơn rất nhiều. Ok, bao quát hết. Ok, khả năng chống rung Osmo Pocket rất là tốt. Đây, đây mình sẽ test khi tháo lên. Ok, khi tháo lên thì góc nó sẽ hẹp hơn. Đây, vẫn đi bình thường. Ok, đây, mình sẽ gắn lên vào. Mỗi những cái lens và filter của dành cho Osmo Pocket á thì nó đều có cái 500, mình chỉ cần gắn lên nó sẽ hít lại như là đây. Oh, tuyệt vời. Wow, nó rất là